Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến hết ngày hôm qua mùng 8 tháng 8 đã có tổng cộng 240 lao động về nước và 25 người sẽ về nước trong ngày hôm nay mùng 9 tháng 8. Nhóm lao động trong khu vực nguy hiểm đến giữa tháng 8 sẽ về hết Việt Nam và toàn bộ lao động Việt Nam tại Libya sẽ về trong tháng 8. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, tại điểm nóng Benghazi, lao động Việt Nam đã được sơ tán hết sang Ai Cập để trở về nước. Tại khu vực giao tranh Tripoli, đã có 172 trên tổng số 253 lao động đã ra khỏi thành phố đến các khu vực an toàn. Trong đó, 68 lao động đã có vé máy bay về Việt Nam vào ngày 10 tháng 8 từ Tunisia. Tại các khu vực khác, các lao động đều đã được chủ sử dụng thuê máy bay để đưa từ Libya sang Cairo, Ai Cập, rồi sau đó sẽ được máy bay của Vietnam Airlines đưa về Việt Nam trong những ngày sắp tới. Hiện 366 lao động còn lại ở các khu vực khác cũng đang được chủ sử dụng lập phương án cụ thể để di chuyển khỏi Libya. Sớm nhất là tuần tới, toàn bộ lao động Việt Nam ở điểm nóng sẽ rời khỏi Libya để về Việt Nam. Đêm nay, kế hoạch sơ tán 682 lao động Việt Nam khỏi Libya bằng đường hàng không qua ngã Ai Cập bắt đầu được thực hiện. Theo đó, chuyên cơ của Vietnam Airlines sẽ hạ cánh xuống sân bay Cairo vào lúc 21 giờ để đón lao động Việt Nam và sẽ cất cánh quay về sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 23 giờ. Các chuyến bay này sẽ được thực hiện dưới sự phối hợp giữa công ty Hyundai Amco với Vietnam Airlines, công ty Vinaconex và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập.